Ngày 23 tháng 10, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Dương, 27 tuổi, quê Đồng Nai, để điều tra về tội hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản. Đây là nghi phạm trước đó đã thực hiện nhiều vụ đập kính ô tô để lấy trộm tài sản. Trong số này đáng chú ý có 20 tờ vé số trúng giải nhất. Theo điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp, Trần Văn Dương đã nảy sinh ý định đập kính ô tô để trộm cắp tài sản, lấy tiền tiêu xài. Ngay sau khi lên kế hoạch và chuẩn bị đồ nghề, lợi dụng sơ hở của các chủ xe, nghi phạm Dương đã dùng búa đập kính của 8 ô tô và lấy đi 20 tờ vé số trúng giải nhất cùng tài sản có giá trị trên 50 triệu đồng. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Trần Văn Dương. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo người dân nên tự bảo vệ tài sản của mình, tuyệt đối không để tài sản có giá trị trên ô tô khi không có người trông coi.